đây rồi. Con qua đây con ngồi mẹ mà. Con vô kia đi cho con gái tôi ngồi đây. Đây bà lấy cơm đi nhé. Điền lấy con muốn vài ăn thì cần phải này. Ăn đi, chúc ăn ngon. Nói được rồi, chưa ăn cơm. Nhưng mà tài bước rồi. Quý xem như cái chén được. Được ăn nha. Không gọi là bị chăng. Mà rưới bên đây chưa? Rưới rồi. Ngon khen. Tư luôn, 10 ngàn, cái đó là
mướn nó chở đi bán ra ra ngoài la đi và còn phải mất thêm ngàn để xe cho nó mà bán cũng được nhỉ. Nó về nó xây kho đông lạnh á, nó làm kho đông lạnh á, bảo để bảo nó bán để bán tạm. Bao giờ mai một chín hai mà là chở một mấy chục ngàn một chín mà dễ gì mà tươi được như vậy. Dễ gì tươi được như vậy á, nó là xăng tươi luôn. Ừ, luôn. Đang nhạc rau không nhưng mà người ta hay tắt bé thì còn lưỡi ngàn tỷ mà cả các người ta lại bảo nghe nó đánh trong ngày này mà không phải đâu anh phải cái đâu đây nó nói ghe của nó lên còn tươi nguyên luôn. Còn tư nguyên luôn, cũng 10 ngàn tí mà phải chở đi mất 1 ngàn rưỡi chiếc xe này. Nó mới bảo là nó, đấy, nó bán xe rồi đấy. Nó bán xe về làm kho đông lạnh, nó bảo đầy cho bọn bạn. Ghe lên bỏ hết bọn nó, rồi đưa vợ bán, nó bảo từ này ra chậm bán 4-5 tí thì xong. Nó ăn gấp mấy luôn, còn gì đó, 10 ngàn tí. Mà phải đưa xe chở đi, giờ nó lấy 9 ngàn tí rồi, ra nó bán lại 1 ngàn. Nhân vật này lấy muộn. Mời gì viên cơm nhá. Rồi ăn. Ngon xem. Vì ở xa quá cho sợ mời nghe ăn ngon. Ngon khen. Ăn fish cá mực. Nhìn khang ăn ngon. Ngon ha nhỉ? Đâu quay khang đâu quay bản lậu. Ngon mà. Lạ thiệt tình, đi về về nó tiêu luôn. Nó về nó tắm.